Hà Nội người đàn ông đồng tính bị 6 thanh thiếu niên trùm áo lên đầu, cướp xe máy trong khi đang được kích chuột. Theo kết quả điều tra, ông Minh trú quận Cầu Giấy, là người đồng tính và thường đến khu vực quanh bến xe Mỹ Đình tìm người mua vui. Rạng sáng 21 tháng 2, ông Minh thuê một nam thanh niên kích chuột với giá 50.000 đồng ở khu vực phường Ổi đối diện bến xe. Trong lúc này, ông bị 6 thanh niên vây đánh, trùm áo lên đầu và cướp xe máy. Trong nhóm nghi can trẻ tuổi, ông Minh phát hiện có người từng quan hệ đồng tính với mình. Tối 29 tháng 2, 6 nghi can bị bắt. Tên nạn nhân đã thay đổi. Let's look at why.